Xin chào các bạn, rất là vui được gặp lại các bạn trong vlog mới của mình. Ngày hôm nay của các bạn trôi qua như thế nào? Hy vọng rằng các bạn đã có một ngày làm việc thật là tốt và có nhiều những sự thuận lợi trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Tuy nhiên thì không phải ngày nào cũng là một ngày tươi đẹp đúng không các bạn? Chúng ta cũng sẽ có những ngày thực sự mà có thể nói là đen tối trong cuộc sống của mình. Những cái ngày mà chúng ta cảm thấy thực sự là buồn chán và thất vọng vì bất kỳ một lý do nào đó. Chắc chắn là các bạn đã từng trải qua những ngày như vậy rồi. Vậy thì các bạn làm như thế nào để vượt qua được những cảm xúc tiêu cực đó và tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình, hoàn thành những mục tiêu, những kế hoạch của mình đã đặt ra? Trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài những cái kinh nghiệm cá nhân của mình để giúp cho các bạn có thêm một sự tham khảo cũng như là có một cái sự an ủi nào đó cho cuộc sống. Và nếu như các bạn có bất kỳ những cái cách hay là những cái phương pháp nào khác để mà mình có thể tự động viên bản thân mình để vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực đó thì các bạn hãy chia sẻ với mình ở dưới phần bình luận nhé. Điều đầu tiên mà các bạn cần làm khi mà các bạn cảm thấy tâm trạng của mình không được tốt đó chính là tìm ra nguyên nhân của nó. Vì sao mà các bạn cảm thấy buồn chán và thất vọng? Có thể là do với những bạn đi học thì bị điểm kém, hay là một cái kế hoạch của mình đã đặt ra không để thực hiện được, hay là cái công việc của mình nó có những cái sự thất bại. Bản thân mình thì đã thời gian gần đây nhất đã từng trải qua một cái giai đoạn mình cảm thấy thực sự rất là khủng hoảng. Đó là cuối năm 2015 và đầu năm 2016. Đó là thời điểm mà mình đang phải viết bài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Thực sự thì lúc đó không hiểu sao mọi thứ nó lại dồn dập đến với mình như vậy. Mình đã phải trong khi mà đang phải viết bài rất là mệt mỏi thì mình nhận được một cái tin, đó là mình không được phép sống ở cái ký túc xá mà mình đã sống bởi vì quá cái thời hạn trong hợp đồng. Thì khi đó mình phải tìm gấp một cái nơi ở khác. Tuy nhiên thì thực sự rất là khó khăn bởi vì khi đó là vào đầu học kỳ mới và có rất là nhiều sinh viên mới. Thì mình có gửi đơn lên ký túc xá, tuy nhiên thì không có nhận được sự hồi âm nào đó. Và sau đó thì mình đã trực tiếp lên và để có thể nói là nói khó với người ta để giúp để người ta có thể sắp xếp được cho mình một cái chỗ ở trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên thì mặc dù là mình đã nhận được một cái căn phòng trong ký túc xá thì phải một tháng sau đó mình mới được chuyển vào. Và trong một tháng trước đó thì mình phải tự sắp xếp chỗ ở và mình đã phải ở nhờ nhà một người bạn, ngủ trên một chiếc đệm. Và sau đó thì mình phải chuyển nhà. Và cái thời điểm mà mình viết bài tốt nghiệp là mình chỉ còn khoảng 3 đến 4 tháng nữa là mình sẽ kết thúc cái chương trình học master. Và lúc đó là cũng là cái thời điểm mà mình thực sự rất là căng thẳng khi mà mình phải nộp đơn xin việc. Bởi vì nếu như mà các bạn là du học sinh thì bạn có thể chia sẻ với mình một cái sự khó khăn ở cái thời điểm đó. Đó là khi mà không còn là cái status sinh viên nữa thì tất cả những cái chi phí các bạn sẽ phải trả nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Ví dụ như là khi mà còn là sinh viên thì tiền bảo hiểm lúc đó mình đóng khoảng gần 90 euro một tháng. Còn khi không còn là sinh viên nữa thì kể cả khi mà bạn không có công việc thì người ta sẽ xét tùy theo cái hoàn cảnh của bạn và có thể bạn sẽ phải trả khoảng lúc đó thì tầm là hơn 200, gần hơn 175 euro hoặc là 200 euro một tháng gì đó riêng cho tiền bảo hiểm. Rồi tiền nhà thì cũng sẽ phải tăng lên bởi vì các bạn không được ở trong ký túc xá nữa. Đó. Và tất nhiên là
sẽ còn những cái khoản tiền khác nữa. Và khi mà tốt nghiệp thì mọi sinh viên đều có 18 tháng để tìm việc. Tuy nhiên thì 18 tháng đó các bạn làm thế nào để sống? Đó là cái câu hỏi mà mình rất là trăn trở lúc đó. Nếu như mà ở Việt Nam thì mình nghĩ rằng mình sau khi tốt nghiệp mình sẽ dành một thời gian mặc dù ngắn thôi để mà mình có thể nghỉ xả hơi, đi du lịch đâu đó với gia đình của mình. Tuy nhiên thì khi mà ở bên Đức thì các bạn sẽ phải có rất nhiều cái gánh nặng và không phải là dễ dàng để mà chúng ta có thể dành cái thời gian nào đó để mà đi chơi, để mà làm những cái công việc mình thích, bởi vì các bạn còn rất là nhiều những cái thứ cần phải chi trả. Bởi vậy nên là khi mà mình còn đang viết bài tốt nghiệp thì mình đã rất là chăm chỉ để tìm kiếm một công việc mới, tìm kiếm một công việc lâu dài. Tuy nhiên thì có một điều mình nhận ra rằng đó là khi mà đi xin làm thực tập thì mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn. Các bạn có thể dễ dàng nhận được những cái hoặc là các bạn có thể nhanh chóng nhận được những cái công việc, những cái vị trí thực tập ở những cái công ty lớn có tiếng tăm. Tuy nhiên thì khi mà về vấn đề là một cái vị trí nhân viên làm việc lâu dài thì nó lại là một cái câu hỏi khác. Mọi thứ nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Khi đó thì mình đã viết rất là nhiều những cái đơn xin việc và hầu như là lần nào mình cũng được mời phỏng vấn. Tuy nhiên thì sau khi phỏng vấn thì kết quả lại không được như ý. Và khi đó mình cảm thấy rất là hoang mang, mình nghi ngờ cái khả năng của mình. Tuy nhiên thì mình cũng đã khi mà chia sẻ với những người bạn của mình thì mình có nhận được cái lời khuyên đó là có thể là cái vị trí đó chưa phù hợp với mình. Và rất là may mắn khi mà mình vừa mới tốt nghiệp được khoảng một tuần, tức là trước cái thời điểm tốt nghiệp của mình thì mình đã nhận được cái công việc mới, đó là làm giáo viên ở một trường học. Và sau khi tốt nghiệp khoảng một tuần thì mình bắt đầu đi làm. Và mình khi mà mình trải qua cái giai đoạn mình cảm thấy rất là mệt mỏi đó, có những khi mà mình không thể ngủ được. Và mình không hiểu vì sao, bởi vì có thể là do mình quá là căng thẳng, mình không thể ngủ được. Và có nhiều khi mình khóc mà cũng không hiểu là vì sao mình lại khóc nữa. Có thể là do trong có một cái sự ức chế nào đó ở bên trong. Và mình nghĩ rằng khi mà trải qua những cái giai đoạn đó thì mình cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Và mình biết cách để mà mình vượt qua được những cái khó khăn khác nữa trong cuộc sống. Bởi vậy nên lời khuyên đầu tiên của mình dành cho các bạn đó là các bạn hãy xác định xem cái nguyên nhân nào dẫn đến cái sự buồn chán, cái sự thất vọng trong các bạn. Nếu có thể thì các bạn hãy chia sẻ với một người bạn nào đó thật là thân thiết của mình, với gia đình, với bố mẹ của mình, nếu như mà các bạn muốn. Còn nếu không, một cách khác nữa mà mình vẫn thường làm đó là mình viết nhật ký. Mình không có thường xuyên viết nhật ký, chỉ có những khi nào mình thực sự tâm trạng thì mình mới viết nhật ký. Mình viết vào đó tất cả những cái suy nghĩ của mình, những cái cảm xúc của mình. Và khi mà mình đóng cái quyển nhật ký đó lại thì mình muốn khép lại tất cả mọi thứ, mình không muốn nghĩ về nó nữa. Mình nghĩ rằng cái việc là chia sẻ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của mình lên trên những cái trang mạng xã hội không hẳn là một điều hay. Bởi vì những cái thời điểm khó khăn, những cái nỗi buồn, mình nghĩ rằng chúng ta cần phải quên nó nhanh nhất có thể. Khi mà chúng ta chia sẻ nó lên trên mạng thì có thể những người bạn của mình sẽ quan tâm, sẽ hỏi mình về điều đó. Và một lần nữa, nó lại là một cái sự khơi lại. Và mình nghĩ rằng điều đó là không cần thiết. Và cũng có thể là cái chia sẻ của mình lại bị hiểu khác đi, và nó dẫn đến câu chuyện đi theo một hướng khác mà mình không mong muốn. Điều đó thì cũng mình nghĩ rằng là cũng không nên. Bởi vậy nên là mình khi mà mình
trưởng thành hơn một chút thì mình rất là hạn chế chia sẻ những cái cảm xúc cá nhân của mình lên trên mạng xã hội. Và nếu như có thể thì các bạn, điều tốt nhất là các bạn hãy ngừng nghĩ về những cái điều tiêu cực. Các bạn có thể đi ngủ sớm, tắt tất cả những cái kết nối internet, điện thoại, máy tính, và các bạn hãy dành cho mình một cái khoảng không gian riêng tư thật là yên tĩnh. Nếu như các bạn khó ngủ thì các bạn có thể nghe những cái âm thanh từ thiên nhiên ở một cái ứng dụng mà mình cảm thấy rất là hay, giúp cho chúng ta có thể tĩnh tâm lại. Và cái trang web đó hay là cái ứng dụng đó mình sẽ để ở dưới phần hộp thông tin miêu tả cho các bạn để các bạn có thể tìm hiểu. Nếu các bạn cảm thấy quá căng thẳng, quá mệt mỏi, các bạn có thể khóc. Tuy nhiên thì các bạn hãy nhớ một điều rằng ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì các bạn hãy thật là vui tươi, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bởi vì việc chìm sâu vào những cái cảm xúc tiêu cực là cũng không giúp cho các bạn giải quyết được những vấn đề. Vậy thì vì sao chúng ta lại không suy nghĩ tích cực? Các bạn hãy viết ra giấy những việc mà mình muốn làm, mình cần phải làm, những cái bước tiếp theo khi mà một cái kế hoạch nào đó của chúng ta thất bại, hay là cái việc học của các bạn không đạt được kết quả tốt như các bạn muốn, thì chúng ta hãy viết ra giấy những cái điều mà chúng ta cần phải làm tiếp theo. Khi đó thì các bạn sẽ có thêm một cái động lực nào đó để mà tiếp tục bước trên cái con đường mà mình đã lựa chọn. Hy vọng là những chia sẻ nhỏ nhỏ của mình vừa rồi có thể giúp được một phần nào đó cho các bạn, giúp cho các bạn có thêm cái động lực trong cuộc sống và để tiếp tục hoàn thành những cái mong muốn, những cái dự định của mình. Và chủ đề nào các bạn mong muốn mình chia sẻ trong những lớp tiếp theo, các bạn hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận phía dưới nhé. Và đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình để nhận được những video học tiếng Đức cũng như là những video chia sẻ về cuộc sống, về những kinh nghiệm sống của mình một cách sớm nhất. Và đừng quên ghé trang Facebook của mình để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những cái tài liệu học tiếng Đức và những cái chia sẻ của mình về cuộc sống du học và làm việc ở Đức. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi vlog của mình tới tận bây giờ, và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!